Xin chào anh Nguyễn Thanh Lưu ở Bắc Ninh và xin chào các bạn. Hôm nay thì anh Lưu có đặt hàng bên mình là một mạch khuếch đại 8 sò dàn ken 2 kênh, sử dụng sò 1494 và 3858 bản nâng cấp có nguồn phụ. Thì giá sản phẩm khi anh nhận được hàng bao tiền tiền ship sẽ là 1.022.000. Thì khi anh nhận được hàng sẽ bao gồm là một bộ mạch 8 sò dàn ken bản nâng cấp như thế này và kèm theo đó là một cái rắc 3 chân chống nhiễu. Đó. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee hàng. Số mình có tên là Linh Kiệm 789. Hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới được nhé. Ok, thì trên mạch này nó sẽ gồm có những đầu như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ cấp có đầu cấp nguồn điện áp vào. Thì điện áp chúng ta sẽ cấp nguồn chính sẽ là từ 20 cho đến 40V AC đôi anh em nhé. Thì ở đây mình sẽ test bằng một bằng cấp điện áp chính là 20V AC đôi. Rồi, tiếp theo đó chúng ta sẽ có một cái nguồn phụ ở đây. Đó. Thì ở bên phải này nó sẽ là dương và bên trái sẽ là âm. Sẽ là đầu để chúng ta cấp điện áp từ 12 cho đến 15V AC đơn anh em nhé. Thì đây là mình cấp điện áp đây là 15V AC đơn. Đấy. Tín hiệu âm thanh đi vào thì chúng ta sẽ đi bằng cái rắc ba chân thế này. Thì ở đây mình sẽ đi vào qua một cục thu Bluetooth để bắt điện thoại để phát nhạc. Và cuối cùng thì sẽ là đầu ba chân đây để chúng ta đi ra loa. Thì ở giữa sẽ là âm trung và trái phải sẽ là loa trái và loa phải của dương. Dương của loa trái phải. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng một nền tảng nhạc của NCS Electrolyte để test hàng cho anh em nhé. Kênh đều hoạt động rất là bình thường nhá. Mình vừa rút ra cả hai kênh rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái kênh đầu tiên mình vào này. Kênh đầu tiên mình tháo ra nhé. Rất là tốt nhé. Thì bây giờ mình sẽ tắt nguồn, đánh cái tín hiệu để gửi hàng cho anh. Do là cái mạch này nó cũng có gần như là kín hết mạch rồi thì anh có một khoảng nhỏ nhỏ để mình đánh cho tín hiệu thôi.
Thì đây là ký hiệu sản phẩm. Ok, và cuối cùng thì rất cảm ơn anh Nguyễn Thanh Lưu đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.